Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Dạ, Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, mà chúng ta lại tiếp tục. Kính thưa quý vị, sau khi mà từ giả vợ, từ giả đứa con mới vừa sinh ra, thì Thái tử bắt đầu con đường đi tu. Khi ông ta đến nơi, rồi sau đó cắt tóc, trả lại gấm bào, thì ông ta lại gặp một người, người đó là ông tiên ở trên trời, giả làm một người thợ săn, khoác lên mình cái áo cà sa. Để rồi người thợ săn này gặp Thái tử. Thái tử hỏi là tại sao ông mang cái hình bóng, cái áo của cà sa mà lại cầm cây cung. Thì cái người vị này mới nói là do vì tôi mang cái áo cà sa để tất cả những cái con thú nó biết tôi là người tu hành, cho nên nó đến gần. Và nó đến gần như vậy thì mình dễ bắn, dễ giết nó. Cho nên là chúng ta có cái câu là chiếc áo không làm nên thầy tu, mà thầy tu thì không thể thiếu chiếc áo được. Đó là hai cái điều mà hết sức là cụ thể để minh họa cho những cái con người mà đi vào trong cuộc đời này. Các vị thì không, chúng ta tu tập thì không thể thiếu được cái hình thức. Tức là không thể thiếu được chiếc áo, không thể thiếu được kinh kệ, không thể thiếu được ăn chay niệm Phật. Tuy nhiên điều đó không phải là cái rốt ráo sâu cùng. Cái rốt ráo sâu cùng là mình có thể chuyển được cái thân khẩu và cái ý nghiệp của mình. Thế thì vị đó là một ông tiên mà chỉ hiện xuống như vậy thôi. Rồi sau đó thì Thái tử mới đổi cái vương bào của mình để lấy cái áo của tu sĩ. Thì nhân đó thì Thái tử hỏi là ở đây có những cái người tu nào hay không. Thì ông tiên nó mới chỉ là ở đây có những cái vị tu hành. Thì cách đây khoảng 120 dặm thì về hướng đông, thì có ở tới xứ Bạc Kỳ thì có một đạo sư rất là nổi tiếng, thông minh, đó là A-la-lam. Thì vị này mới chỉ là hãy đến gặp A-la-lam. Thì A-la-lam này là ai? A-la-lam là một người mà có 300 cái đệ tử của mình. Lúc đó thì ngài tới và tìm học với lại A-la-lam. Sau khi mà học với A-la-lam thì trong cái đoàn người đi tới học với A-la-lam đó, thì lúc bấy giờ ở trong triều đình thì nhà vua Tịnh Phạn mới nhớ con mình nhiều quá, cho nên mới sai một nhóm những năm cái vương tôn công tử của cái dòng họ Thích Ca lúc bấy giờ, đó là ông Kiều Trần Như, ông Bạc Đề, ông Thập Lực Ca Diếp, bà Sư Ba, Maha Nam, Câu Lị và Ác Bệ, tức là Mã Thắng. Thì cái phái đoàn 5 người này đi đến để mà nói với lại Thái tử, khuyên Thái tử hãy trở về. Tuy là với hình thức tu sĩ nhưng mà hãy trở về đi, để rồi nhà vua sẽ xây cho một cái tu viện để mà tu ở trong đó, chứ không cần phải đi vô rừng, vô núi nữa. Thế thì chúng ta thấy nè, trong này có Kiều Trần Như. Kiều Trần Như cũng là một trong những cái người mà đến xem tướng cho Thái tử cái lúc mà ngài mới vừa sinh ra. Rồi trong đó có một cái người nữa mà chúng ta hay nói, đó là ngài Ác Bệ, tức là ngài Mã Thắng. Thì sau này cái ngài Mã Thắng là cái người mà nói cái bài kệ cho ngài Xá Lợi Phất, để độ ngài Xá Lợi Phất đó. Tức là ngài Mã Thắng nói cái bài kệ là chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường ứng như thị thuyết. Khi mà ngài Xá Lợi Phất còn là một giáo chủ của một hội chúng Bà La Môn, rất là đông hội chúng đi theo Xá Lợi Phất. Thế thì bây giờ Xá Lợi Phất nhìn thấy ngài Mã Thắng ôm bát đi khất thực, và thấy cái dung nghi đỉnh đạt của ngài Xá Lợi Phất, của ngài Mã Thắng, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới khát ngưỡng cái tâm thành, và tới hỏi ngài Mã Thắng, hỏi là ông là đệ tử của ai và thầy của ông đã dạy cái gì mà tại sao tôi cảm mến được cái oai nghi đỉnh đạt đường hoàng của ông như vậy. Thế thì ngài Mã Thắng mới nói là thầy của ta là Đức Phật. Bây giờ hiện tại thì Đức Phật vẫn ở gần đây, cho nên nếu mà được thì ông có thể đến gặp Đức Phật của ta, thì ngài có rất là nhiều cái giáo pháp để cho ông.
Thế thì lúc bây giờ, lúc đó là cái nhân duyên đầu tiên mà Ngài Xá Lợi Phất tìm đến để gặp Đức Thế Tôn. Khi Xá Lợi Phất tìm đến để gặp Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn biết Ngài Xá Lợi Phất đang là một người lãnh đạo hội chúng rất đông. Cho nên mới nói Ngài Xá Lợi Phất là ông là một cái người lãnh đạo hội chúng rất đông như vậy, cho nên ông khoan đã hãy tin ta. Chứ không phải là nói là ô trời ơi, anh có đại chúng đông quá, bây giờ thôi theo tôi đi ha. Nhưng mà Đức Phật lại nói là ông có rất là nhiều cái hội chúng đang theo ông. Ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi ông theo ta. Vì sao vậy? Nếu mà ông theo ta đó thì tất cả những hội chúng của ông cũng sẽ về với ta hết. Vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái hội chúng của ông hay không là do cái quyền quyết định của ông đó. Thấy Đức Thế Tôn ngon lành không? Đó là một vị chân sư là như vậy. Không có phải là lôi kéo người ta đi theo mình cho đâu, mà ông hãy tri nhận được rằng cái giáo lý của ta có thể mang lại sự hạnh phúc cho ông và cho mọi người, thì ông hãy đến. Đấy, nói với Ngài Xá Lợi Phất như thế. Thế thì năm cái người này, năm người này cũng là năm cái người mà sau khi mà khuyên bảo với lại thái tử rằng đi về ở với lại vương triều thì thái tử không có đồng ý. Kính thưa thái tử, đại vương tuy đã biết ý muốn xuất gia học đạo từ lâu, nhưng ngài vẫn ngày đêm mong nhớ tinh thần giả dời, thân thể hao mòn, thái tử hay mau trở về hoàng cung, đại vương sẽ dành riêng một nơi yên tĩnh để thái tử tu học. Cứ gì mà phải vào trong thâm sơn vắng vẻ như thế này cho được. Thái tử mới trả lời là tôi sao không biết nỗi khổ tâm thâm tình của phụ vương. Chính vì muốn giải quyết tận gốc các nỗi khổ triền miên đó của chúng sanh mà tôi phải xuất gia để tầm đạo. Vả lại bây giờ phụ vương tôi đã có cháu nội La Hầu La ở bên cạnh để an ủi, để nối nghiệp sau này. Cho nên xin quý vị hãy trở về tâu với phụ vương, sau khi giải quyết xong cái khổ nói trên thì của chúng sanh thì tôi sẽ trở về. Sau khi khuyên không có được á, khuyên không được thái tử đó, thì lúc bây giờ năm người này quyết định ở lại tu luôn. Tu luôn để làm chi? Để mà ủng hộ thái tử đi tu. Tức là những vương tôn công tử ở trong triều lúc bây giờ thì ở lại luôn với lại ngài. Thế là chúng tôi nói như vậy để đại chúng thấy được rằng cái người xưa nó như thế. Thế thì sau khi Sa Môn Cồ Đàm mà gặp được A-la-lam á, thì liền đảnh lễ thưa đạo sư, xin đạo sư giáo thọ, thọ giáo, cho con thọ giáo để sống đời phạm hạnh liên thiên dưới sự hướng dẫn của đại sư vân vân. Thì vị này mới nói là hãy ở lại đây, người bạn trẻ. Cách dạy của ta nhằm giúp cho nhà người thông minh nhận thức được giáo lý cao siêu bằng trí tuệ trực giác của chính mình và thực hiện đời sống với sự chứng ngộ đó. Người tu phải diệt trừ chấp thân là ngã, đến khi thành tựu thần thức rời khỏi thân như là chim sổ lồng, mặc tình mà bay lượn trong tam giới, đó là giải thoát. Thì đó là cái lý do mà giải thoát của cái đạo sư A-la-lam. Nhưng mà xin thưa các vị là trong đó đó, cái cách tu tập và cảnh giới chứng ngộ liền giải thích cho đạo sư A-la-lam á, liền giải thích cho Gautama biết rằng cái cách tu tập của cảnh giới chứng ngộ. Thứ nhất đó là xin thưa các vị, trong này có nói tới tứ thiền, thì tứ thiền này ở trong ngày xưa của các đạo giáo đã có, chứ không phải tới Phật giáo mới có. Thế thì cái cảnh giới như thế này, thứ nhất là sơ thiền, không tham sống sợ chết, không ham muốn danh lợi tài sản của thế gian, nhàm chán các thú vui thế tục, sẵn sàng vui vẻ lìa bỏ, thì đạt được cái sơ thiền. Tức là đạt được cái ly sanh hỷ lạc địa. Ly sanh hỷ lạc địa có nghĩa là rời khỏi cái ý muốn, rời khỏi cái hỷ, tức là cái vui vẻ, cái mảnh đất vui vẻ sung sướng, lìa bỏ cái mảnh đất sung sướng hỷ lạc của đời sống thì đắc được sơ thiền. Thực hành ly dục, thực hành ly dục, ly bất thiện pháp có nghĩa là ly dục tức là ly rời khỏi cái sự ham muốn. Ly bất thiện pháp có nghĩa là rời khỏi các pháp bất thiện. Dùng tâm và tứ đoạn trừ vọng tưởng và phiền não. Nhập ly sanh hỷ lạc địa, tức là nhập vào cái nơi mà cái nơi đó nó mang lại cho mình cái sự hỷ và lạc, tức là vui sướng và sung sướng. Chứng và an trú sơ thiền có nghĩa là người nào rời khỏi
cái vọng tưởng, cái dục, cái ham muốn, thì người đó đã bước vào trong cái sơ thiền, chứng và an trú trong sơ thiền. Sau khi mạng chung thì có thể sanh đến các cõi trời phạm chúng, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Người đắc sơ thiền ví như là thâu nước đục để yên lâu ngày, cho nên là nó lắng cấu phiền não xuống. 8 phần 10 thân tâm nhẹ nhàng vui vẻ. Tức là đắc sơ thiền là một cái rất là nhẹ thôi. Người nào mà giảm được cái lòng tham, rời được cái tham, làm được cái dục, và an trú trong cái niềm hỷ lạc của rời khỏi dục, thì người đã đắc được sơ thiền. Nhưng mà đắc được sơ thiền chỉ là an trú trong cái niềm vui mà rời khỏi dục, vậy thôi chứ không có được cái gì nào hết. Đấy. Thế thì thứ hai, nhị thiền, đó là xa lìa các thú vui thế tục, chuyên vui trong thiền định thì đắc được nhị thiền. Tức là sau khi mà đã rời khỏi rồi nhưng mà an vui trong thiền định thì đắc được nhị thiền, đạt được cái định sanh hỷ lạc địa. Định sanh hỷ lạc địa có nghĩa là cái niềm, cái định tĩnh, cái sự nhiếp tâm nó sanh ra trong cái lúc mà thực tập thiền định. Nhập định sanh hỷ lạc địa, chứng và trú nhị thiền. Sau khi mạng chung thì thân thể có thể sanh lên các cái cõi trời như là thiểu quang, vô lượng quang, quang âm, vân vân. Thế thì cũng vẫn là nằm trong tam giới, tức là những cõi trời này vẫn là nằm trong tam giới. Người đắc được nhị thiền ví như là thâu nước đục để yên lâu ngày, cũng là chỉ lắng cặn cái phiền não, nhưng mà nó vẫn còn đó, nó chỉ lắng xuống thôi. Nếu mà không khuấy nó lên á thì nó vẫn là trong, nhưng khuấy nó lên thì nó vẫn là đục. Rồi thứ năm là tam thiền, tức là năm căn. Năm căn là gì? Năm căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là năm căn ha. Năm căn thanh tịnh tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chưa kể tới ý. Ý nữa là sáu căn, thì là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thanh tịnh ha. Và không có thọ buồn vui trước ngoại cảnh, tâm luôn an lạc trong chánh niệm thì đắc được tam thiền. Thứ nhất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thanh tịnh, và không còn những cảm thọ vui buồn trước ngoại cảnh, tâm luôn an lạc trong chánh niệm thì đắc được tam thiền. Thế là mình coi mình đắc được thiền gì hả? Phải không? Rất là rõ ràng. Tức là cái này là đạt ly hỷ diệu lạc địa, có nghĩa là nó đạt đến cái nơi an lạc, và do vì rời khỏi cái niềm vui, rời khỏi niềm vui của thế tục mà an lạc, thì cái người đó là đạt được tam thiền. Ly hỷ trú xả, ly hỷ trú xả có nghĩa là sao? Rời khỏi cái niềm vui và an trú nơi sự buông bỏ. Ly hỷ trú xả, rời khỏi cái niềm vui và an trú trong cái sự xả bỏ. Xả bỏ tức là lấy sự xả bỏ làm niềm vui, chứ không phải vui vì sự thủ đắc. Chánh niệm tỉnh giác, rồi xả niệm lạc trú. Xả niệm tức là bỏ những cái ý niệm mà an trú trong một cái niềm vui, tức là do vì xả bỏ những tư tưởng mà đạt được niềm vui. Nhập ly, nhập hỷ diệu lạc địa, nhập là đi vào. Ly hỷ diệu lạc địa có lẽ là rời khỏi cái niềm vui một cách tốt đẹp, một cách diệu dụng. Chứng và an trú tam thiền. Sau khi mạng chung có thể sanh về các cõi trời như là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Người đắc tam thiền ví như là thâu nước đục được lắng trong, tất cả cấu bạn đều lắng xuống đáy thâu và được vớt ra ngoài hết 8 phần 10. Tức là người mà đặt đến tam thiền là cũng đã là ngon lành lắm rồi, nhưng mà vẫn còn ha, chưa rốt ráo. Cái thứ tư là tứ thiền, tức là sáu căn thanh tịnh, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thêm cái ý nữa. Không còn ý thức phân biệt khổ vui, không còn cố chấp đúng sai phải quấy hay dở tốt xấu mê ngộ chánh tà, tâm luôn an lạc thanh tịnh thiêu sót siêu thoát, không ngăn ngại thì đắc được tứ thiền. Đạt xả niệm thanh tịnh địa, thực hành xả lạc, xả khổ, ly hỷ ưu, tức là rời khỏi những niềm vui nỗi buồn đó. Nhập xả niệm thanh tịnh địa, chứng và an trú tứ thiền, sau khi mạng chung có thể sanh lên các cõi trời, quảng quả thiên, vô lượng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, vân vân, sắc cứu kính. Người đắc tứ thiền ví như là thâu nước hoàn toàn trong trẻo tinh khiết, không còn một chút cấu bằng. Nước có thể bị khuấy động nhưng vẫn trong trẻo, không bị vẩn đục.
thì đó là tứ thiền. Sau khi mà đắc được tứ thiền, vượt ra khỏi hoàn toàn mọi sắc tưởng, diệt trừ chướng ngại tưởng, không có tác ý với dị tưởng, hòa mình vào hư không vô biên, cảm thấy thân mình và vạn vật đồng một thể, đồng hòa tan trong hư không, trong cõi hư vô không vô biên xứ, thì người ấy đắc được không vô biên xứ. Những cái cảnh ví dụ như không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, là những cái cõi của trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới có bốn cõi trời, đó là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng, là bốn cái cõi trời cao nhất của các tầng trời. Thế thì sau khi mà đắc được tứ thiền thì người này sẽ tiếp tục, nếu mà vượt ra khỏi hoàn toàn sắc tưởng đó, thì đạt đến cái vô sắc giới, tức là mình có tam giới, sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì ở bốn cõi trời cao nhất đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, là bốn cõi trời này nằm ở cái cõi vô sắc giới, tức là không còn cái sắc nữa, vô sắc mà không còn sắc nữa, cái cõi không còn sắc nữa. Ví dụ ngày hôm nay các vị nhìn thấy hình hài như thế này thì biết là có, nhưng mà có cái cõi nó không có hình hài, nó có cái cõi không có hình hài, nhưng mà nó vẫn là cái cõi, nó sống bằng cái thức. Cho nên trong này có nói là sau khi mà cái tứ thiền đó thì ngoài cái là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rồi thì còn có ý nữa. À, chúng hiểu chưa? Thế thì có những cái cõi nó không mang hình thức, nó không mang hình dáng, nó đã vượt ra khỏi cái sắc rồi. Bây giờ chúng ta có ba cõi là dục giới nè, sắc giới nè và vô sắc giới. Thế thì ở cái cõi này nó gồm có bốn tầng trời, đó là không vô biên xứ thiên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì ở cái cõi này nó không có sắc, nó không có thân. Ở cõi không thân, không có thể nhìn bằng mắt của mình mà nhìn thấy được, tại vì cõi không có sắc tướng. Đấy, nó chỉ là tâm thức mà thôi. Cho nên ở vào cái cõi này đó thì được thân không, thân không, cảm thấy mình và vạn vật đồng một thể, đồng hòa tan vào hư vô không biên xứ, không biên giới, thì đắc được không vô biên xứ, được thân không, sau khi mạng chung có thể sanh vào cõi trời vô sắc thứ nhất. Người đắc không vô biên xứ ví như là nước đã bốc thành hơi, không còn trông thấy, nhưng có thể đông lại thành mây, thành mưa. Người đắc không vô biên xứ có thể được thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là thần thông, có thể bay nhảy được. Rồi thức vô biên xứ đó là vượt khỏi không vô biên xứ, không còn thấy mình có thân, chỉ còn có tâm thức vô biên, bình đẳng với chúng sanh muôn loài không khác, thì đắc được thức vô biên xứ. Sau khi mạng chung thì có thể sanh vào cõi trời vô sắc thứ hai, tức là thức vô biên xứ thiên. Người đắc thức vô biên xứ ví như là nước đã bốc hơi, bốc thành hơi thật là nhẹ, không thể đông lại thành mây, thành mưa. Người đắc thức vô biên xứ có thể được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Thiên nhãn thông có nghĩa là nhìn thấy được xa, không có gì ngăn cản. Thiên nhĩ thông có thể nghe mà không có gì ngăn cản. Tha tâm thông là biết được tâm thức của người khác, biết được suy nghĩ của người khác. Thứ ba là vô sở hữu xứ thiên, có nghĩa là vượt khỏi thức vô biên xứ, chứng ngộ các pháp đều là không, không có gì là của mình, tức là vô sở hữu, không có gì là chứng đắc, tức là vô sở đắc, và không có gì là cần thiết, vô sở dụng. Thì trong này có ba yếu tố, đó là vô sở hữu, vô sở đắc, vô sở dụng. Không có gì là sở hữu nữa, không có gì là có thể tìm cầu mà đạt được nữa, không có gì là sử dụng được, không có gì sử dụng được nữa. Thì đắc vô sở hữu xứ, chúng ta nói không có gì sử dụng, đây có nghĩa là không cần sử dụng gì nữa, tại vì ở cái cõi đó mong muốn cái gì là đã có cái đó rồi. Ở cái cõi đó không có dụng, không cần phải dùng, tại muốn đã có rồi, cần gì phải để dành đó mà dùng. Ví dụ chúng ta cần có cái thau để chúng ta đựng đồ thì đương nhiên chúng ta cần dùng đến cái thau, nhưng mà bây giờ cái thau đó là để đựng đồ, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đồ thì đồ nó có trước mặt, thì cần gì tới cái thau? Chúng ta muốn nước thì nước cũng đã có rồi. Chúng ta bây giờ, ví dụ mình muốn uống nước thì mình cần cái ly,
Nhưng mà lúc mà chúng ta muốn, bây giờ mình đang khát nước, mình muốn có nước thì tự nhiên nước trong cổ mình nó đã có rồi, chứ cần gì phải cầm ly mà uống. Thì đắc được vô sở hữu xứ, sau khi mạng chung có thể sanh vào cõi trời vô sắc thứ ba, đó là cõi trời cao nhất mà tôi đã chứng ngộ. Ngoài ra không còn gì nữa. Người đắc vô sở hữu xứ ví như nước đã bốc hơi thật nhẹ, vượt ra ngoài bầu khí quyển chỉ còn một chút tánh ướt. Người đắc vô sở hữu xứ có thể biết được một số kiếp trước của mình. Sa môn Gotama theo lời chỉ dẫn và tu tập vài ngày thì chứng ngộ các cảnh giới đó luôn đó, tức là vô sở hữu xứ. Nhưng mà ngài cũng thất vọng vì chưa thấu triệt được cái chân lý tối thượng mà ngài mong ước. Đạo sư A-la-lam lấy làm hoan hỷ khi đệ tử của mình lỗi lạc hơn mình một cách mau chóng và lanh lẹ như thế. Thì này đạo hữu, tôi đã thật vô cùng hoan hỷ được có một người bạn đồng tu đáng kính như đạo hữu. Giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ giác đã tuyên bố thành đạt, thì nay đạo hữu cũng đã chứng ngộ như tôi. Vậy đạo hữu ở lại đây với tôi, chúng ta cùng nhau hợp sức để dẫn dắt nhóm đạo sĩ này. Nhưng mà ngài trả lời là: thưa đạo sư, thần thức lìa khỏi thân vẫn còn có chấp ngã, tức là còn có sanh tử luân hồi. Con tự thấy cần phải tu tiến thêm nữa, vì tâm con chưa hoàn toàn vắng lặng, cội gốc sinh tử chưa dứt trừ, cảnh giới niết bàn chưa chứng ngộ, chân lý vô thượng chưa thông đạt. Con xin từ giả đạo sư để tiếp tục con đường tầm đạo. Thế thì khi mà Đức Thế Tôn đi đến một cái đạo sĩ nào đó để tu tập với người ta đó, thì trong một thời gian ngắn thì thái tử đi tu và chứng được cái mà người thầy của mình truyền đạt hết sức là nhanh chóng, để cho những vị thầy của mình ngưỡng mộ trở lại. Nhưng mà rồi ngài nói tiếp, ngài lại từ giả và tiếp tục đi. A-la-lam để đến ngài Úc Đầu Lam Phất ở gần thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà. Thì khi ông ta đến Úc Đầu Lam Phất đó, lúc bấy giờ thì Úc Đầu Lam Phất đã 75 tuổi và có 700 đệ tử. Ngài nói như thế này: thông thường người ta hay chấp nơi tướng của muôn sự muôn vật, hoặc chấp rằng các sự vật đều không có hình tướng, như vậy đều là lầm lạc cả. Nên cần suy xét cho chín chắn để lãnh thọ cái thể nhiệm màu của muôn sự muôn vật mà thôi. Cần phải vượt khỏi vô sở hữu xứ để chứng trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, như vậy mới tránh khỏi mọi sự chấp ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Tâm không còn nghĩ tưởng, đặng quả giải thoát cao nhất, không còn đau khổ nữa, mà sanh về cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị này thì tiến bộ hơn. Úc Đầu Lam Phất thì hay hơn A-la-lam ở chỗ là ông có thể chứng và đạt được cái kết quả thiền thứ tư, cái tầng trời thứ tư, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì Gotama, Sa môn Gotama nhập định vài ngày thì chứng được cái phi tưởng phi phi tưởng xứ luôn. Vị đạo sư này nói như thế này: này đạo hữu Gotama, tôi vô cùng hoan hỷ có được một người bạn đồng tu tài đức đáng tôn kính như đạo hữu. Nhưng vì tôi đã hiểu biết và chứng ngộ, thì nay đạo hữu đã hiểu biết và chứng ngộ như vậy, vậy thì đạo hữu ấy ở lại đây cùng dẫn dắt nhóm đạo sĩ này hộ tôi, vì tôi đã quá già, không còn ở thế gian này được bao lâu nữa. Ngài trả lời như thế này: thưa đạo sư, con thấy trong cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng xứ vẫn còn các hành nghiệp vi tế làm nhân cho tám khổ vi tế sau đây. Thứ nhất, tâm còn sanh niệm, đó là sanh khổ. Niệm niệm nối tiếp, đó là già khổ. Động niệm chưa dứt, định lực chưa vững, đó là bệnh khổ. Định lực còn có thể bị thối chuyển, đó là tử khổ. Còn nhớ nhung, đó là ái biệt ly khổ. Còn có điều không vừa, đó là oán tấn hội khổ. Có khi cầu định chẳng đặng, vì có sự cản trở, thì đó là cầu bắt đắc khổ. Thọ tưởng hành thức chưa hoàn toàn dứt, thì đó là ấm xí thành khổ. Khi mà ngài nói yếu tố này á, thì chứng tỏ được rằng ngài đã hiểu rất rõ bản chất của cái cuộc đời này. Cho nên khi mà sau khi ngài đạt thành quả vị vô thượng bồ đề, cái bài pháp đầu tiên ngài nói là về tứ diệu đế. Đừng có gật đầu, phải ghi nha. Cái bài pháp đầu tiên mà ngài thuyết pháp là
tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế đó có bốn chân lý là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Trong cái khổ đế là bản chất của cuộc đời này là khổ đó, thì trong đó có 8 điều. Trong khổ đế nó gồm có là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Trong cái khổ, trong cái khổ khổ đó thì nó gồm có sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bắt đắc, oán tấn hội và ngũ ấm xí thành khổ. Được chưa? Chắc là cũng mơ hồ lắm rồi. Tức là bây giờ nè, trong tứ diệu đế nó gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế nha. Rồi trong cái khổ đế đó thì nó gồm có là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Trong cái khổ khổ đó thì nó có sanh là khổ. Sanh khổ không? Sanh ra là khổ. Có khổ không ạ? Khổ. Sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Là bốn cái khổ là sanh, lão, bệnh, tử rồi đó ha. Rồi bây giờ bốn thêm bốn cái khổ nữa là cầu bắt đắc, có nghĩa là muốn mà không được. Có khổ không ạ? Mình muốn mà không được là khổ, phải không? Ái biệt ly có nghĩa là yêu mà xa rời nhau là khổ. Rồi bây giờ thêm cái nữa, yêu xa rời nhau là khổ. Như vậy ghét mà gặp nhau có khổ không? Khổ luôn, tức là oán tấn hội khổ. Có nghĩa yêu xa rời thì khổ, mà ghét gặp nhau thì khổ hơn nữa. Rồi ngũ ấm xí thành khổ, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều mang đến cái sự khổ. Đấy, thế thì trong 8 cái yếu tố này chúng ta đều thấy cái yếu tố của khổ hết. Và xin thưa các vị, sở dĩ nó khổ nó trở thành một cái chân lý là vì sao? Khi mà tự bản thân mình không nhìn được mình có cái lỗi đó thì mình sẽ không biết làm thế nào để sửa lỗi. Quý vị thấy cái đèn nó tắt mà quý vị bật con tắt lên nó không sáng. Thế thì việc đầu tiên mình phải nói là ồ, cái đèn nó hư, dây nó hư hoặc là con tắt nó hư. Có nghĩa là mình phải biết được lý do vì sao nó không sáng. Tức là mình phải chấp nhận là lý do tại sao nó không sáng. Thế thì cái khổ này cũng vậy. Nếu các vị nói rằng tôi không có hề khổ gì hết á, thì mình sẽ không bao giờ vượt thoát nó được. Ví dụ các vị đi khám bác sĩ, chừng nào mà mình biết mình đau, mình biết mình ốm, mình chấp nhận là mình ốm, mình đau, mình bệnh á, thì mình mới đi tìm bác sĩ. Chứ không ai dạy gì mà tự nhiên cái lúc đầu cho bác sĩ. Khi mà các vị biết là mình nhức đầu thì mình mới đi tìm thuốc. Có nghĩa là tự bản thân ta biết được mình đang có cái yếu tố đó. Và nếu mà chúng ta không biết mình không có yếu tố đó thì mình không biết làm gì hết trơn á. Giống như thế là chúng ta đói bụng, phải biết là mình đói bụng thì mình mới có tìm được cái phương pháp giải quyết cái việc đói bụng kia bằng cách là kiếm bánh mì ăn, kiếm cơm ăn, kiếm cháo ăn, kiếm phở ăn v.v. để giải quyết cái đói bụng. Thế thì ít nhất mình cũng phải biết được rằng mình đang bị khổ, thì lúc đó mình mới đi tìm phương thuốc để giải khổ. Mình đang bị nhức đầu thì mình mới tìm phương thuốc để nhức đầu. Còn nếu mà mình đau bụng mà mình đi tìm phương thuốc nhức đầu thì mình không thể bớt được. Thế thì việc đầu tiên mình phải tri nhận là mình có cái khổ và mình phải đi tìm cái con đường để thoát khỏi cái khổ đó. Cho nên việc đầu tiên là mình phải biết được rằng mình khổ ở chỗ nào, rất là rõ ràng. Thế thì mình sinh ra, ai có cái khổ về sinh ra, ai có cái khổ về già, ai có cái khổ về chết, ai có cái khổ về muốn mà không được, ai có cái khổ xa rời người mình thương, ai có cái khổ mà gặp gỡ người mình oán ghét, thì vân vân, đủ thứ chuyện hết. Và cái khổ đó gọi là khổ khổ. Khổ khổ là sao? Có nghĩa là cái khổ này nó chồng lên cái khổ kia, một đống khổ luôn. Khi sinh ra là tự nhiên là sinh ra đã khổ rồi. Nhưng mà rồi khi người ta sinh ra đâu phải là khổ lúc đó rồi xong đâu. Rồi trên cái tiến trình mà cái sinh đó nó đi, người ta khổ nó chồng lên, nó khổ nọ khổ kia, chồng chất lên. Rồi cái thứ hai là hoại khổ. Hoại khổ có nghĩa là sao? Có nghĩa là do sự biến hoại dẫn đến đau khổ. Có nghĩa là khi mà anh em lúc mà chưa cưới nhau thì vui lắm, thích thú lắm, cần phải cưới nhau cho được. Cưới nhau về rồi đó thì hạnh phúc đâu không thấy, dần dần đẻ ra những cái đau khổ, hành hạ nhau chơi. Thế thì một cái sự vật về hiện tượng nó rớt vào trong cuộc đời cũng y chang như thế. Do sự biến động mà dẫn đến sự đau khổ, dẫn đến sự tham, sân muốn, sự cố chấp, hoặc là không tham muốn, không cố chấp. Hành khổ là
do cái sự tiến triển của nó, lúc này nó chưa khổ, nhưng mà một lúc sau nó lại dẫn đến cái khổ. Đó là cái nói chung cái khổ đó nghe. Mình chúng ta sẽ học cái đó sau. Và rất là nhiều thứ thưa các vị. Con cầu đạo vô thượng, mong dứt trừ tận gốc rễ của mọi hình thức đau khổ. Chí nguyện chưa thành nên con xin phép đạo sư được tiếp tục lên đường để tầm đạo nữa. Này đạo hữu Gotama, Ông Úc Đầu Lam Phất nói: chí nguyện cao cả của đạo hữu thật đáng khâm phục. Vậy đạo hữu vậy khi đạo hữu thành công thì hãy nhớ đến tôi trước. Thì lúc bấy giờ thì vua Tần Bà Sa La đó đến thăm đạo hữu Úc Đầu Lam Phất, thấy vậy thì liền đảnh lễ Sa Môn Gotama và đề nghị là chia cho ngài phân nửa giang sơn nếu là ngài chịu ở lại Ma Kiệt Đà. Thì sau đó thì Sa Môn Gotama từ chối, và ông vua yêu cầu Sa Môn là khi nào mà thành công thì nhớ trở về lại thành viên vương xá để độ ngài. Thì Đức Thế Tôn nhớ rất là kỹ, ai hứa gì với ông cũng nhớ hết. Nên sau khi mà ông thành công giác ngộ và giải thoát thì trở về độ những cái vị thầy của mình. Riêng ngài Úc Đầu Lam Phất thì sau khi ngài giác ngộ thì Úc Đầu Lam Phất đã mất rồi. Sau 6 năm khổ hạnh, chỉ có 6 năm khổ hạnh thôi mà đạt được quả vị vô thượng bồ đề. Sa Môn Gotama thấy rằng không còn ai khác giỏi hơn ngài để có thể nương tựa, cho nên đến lúc đó ngài phải tự tu. Thế là ngài bèn với 5 anh em Kiều Trần Như, tức là những cái người mà đi đến để mà hầu cận ngài đó. Kiều Trần Như, Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp, Mahanam, Ác Bệ, Từ Giả, Úc Đầu Lam Phất để đến Khổ Hạnh Lâm. Chúng ta đi Ấn Độ sẽ đến rừng Khổ Hạnh Lâm, nơi mà Đức Thế Tôn tu hành 6 năm trời, gần thành phố Vương Xá, ở phía Đông Nam, để tu hành khổ hạnh. Vào thời lúc bấy giờ cho đến nay vẫn còn cái di tích ở đó. Ngài đến một mình trong hang đá hẻo lánh ở lưng chừng núi. Trong này kể rất là nhiều câu chuyện ha, các vị có thể xem. Sau khi mà ngài tu hành ép sát cùng với lại 5 người bạn của mình đó, thì ngài vẫn không tìm ra được cái yếu tố bằng cái sự ép sát. Thì trong này có diễn tả hết sức là cụ thể. Mỗi ngày có thể là ăn một hạt mè thôi, để rồi để rồi cơ thể nó bào mòn tới mức độ mà chỉ còn da với xương không thôi. Thì sau đó thì ngài không còn thấy kham chịu cái cảnh này, không dẫn đến kết quả nào hết, thì ngài mới từ giả cái con đường khổ hạnh như thế này, để rồi nhận cái bát sữa. Trong này mới có nói không để nghe ha. Lúc bấy giờ có những vị thiên thần thấy tôi như vậy thì nói với nhau rằng đạo sĩ khổ hạnh Gotama đã chết. Vài vị khác nói đạo sĩ khổ hạnh Gotama chưa chết nhưng đang chết dần, trong khi các vị khác nói đạo sĩ khổ hạnh Gotama chưa chết cũng không phải là chết dần, vì ngài là một vị A-la-hán, đây chỉ là lối sống của một vị A-la-hán. Rồi tôi tự nghĩ hay ta hãy thử hành pháp tuyệt thực hoàn toàn. Lúc bấy giờ có những vị thiên thần đến nói với tôi: thưa ngài, ngài không nên thực hành pháp tuyệt thực hoàn toàn. Nếu ngài làm như vậy, chúng tôi sẽ rót thiên tinh thể bổ dưỡng vào thân ngài qua các lỗ chân lông để nuôi sống ngài. Tôi nghĩ nếu ta nói ta thực hành pháp tuyệt thực mà các thiên thần lại rót tinh thể bổ dưỡng vào thân ta qua các lỗ chân lông để nuôi sống ta, té ra ta là người gian dối. Tức là thực hành những cái pháp mà khổ hạnh cho tới nỗi mà da chỉ bọc xương. Cho nên chúng ta thấy những cái tượng mà tuyết sơn đó, khi ngài thực hành ở trong núi tuyết chỉ còn lại những cái da và xương không thôi. Trong này có kể những cái câu chuyện rất hay, đó là da đầu rụng tóc nhăn nheo vân vân, những cái yếu tố hết sức là bi đát thê thảm cho một cái con người mà thực tập. Thì xin thưa các vị, chúng ta nói thêm là trong vào cái khoảng thời gian mà Đức Thế Tôn tu tập đó, có những cái phương pháp tu tập, ví dụ như lõa thể, tức là người ta không có bận quần áo gì hết, rồi người ta đứng mà giơ một chân hoặc là giơ một tay, đứng một chân hoặc là đứng ngoài nắng để phơi mình ở ngoài nắng. Rồi người ta có thể tu tập bằng cách là ngồi lên trên những bàn trông, hoặc là nằm lên trên than nóng,
tức là khổ hạnh cái thân mình, ép sát cái thân mình để cho nó thiệt như cái dục đi, không còn ham muốn gì cuộc đời này nữa, mà ta tu hành khổ hạnh đến như vậy. Bao nhiêu cái sự khắc khổ đều không dẫn đến một cái sự chứng ngộ nào hết. Lúc bấy giờ thì thấy Sa môn Gotama đã cận kề với cái chết và chưa đạt thành chí nguyện, cho nên Ma Vương liền hiện gần đến ngài và nói: Này đạo sĩ gầy còm, thân hình tiều tụy, giờ chết đã đến cận kề, thân thể của ngươi đã chết mòn gần hết, chỉ còn lại một phần ngàn. Nhưng hãy sống. Hỡi đạo sĩ, đời sống rất tốt đẹp, có sống mới tạo được phước, hãy sống độc thân và năng cúng tế thần lửa, ngươi sẽ tạo được nhiều phước báu. Ép mình sống cực khổ, sống đời khổ hạnh như thế này để làm gì? Con đường kiên trì nỗ lực quả thật kham khổ khó khăn, không thể thành tựu được. Lúc đó Sa môn Gotama đáp: Này Ma Vương xấu xa quỷ quyệt, thân quyến của tội lỗi và lười biếng, xin thưa đại chúng, có hai cái yếu tố để có thể giải thích cái điều này. Một là có thật Ma Vương, hai là những tư tưởng đối kháng lại với lại cái tâm thức của mình lúc đó. Mình đau khổ quá, mình tiều tụy quá, cho nên chính thân thể của mình đây nói với chính mình rằng: Thôi bây giờ mình hãy từ bỏ cái con đường đó, mình đừng có khắc khổ nữa, mình trở lại yếu tố bình thường. Thế thì có hai cái yếu tố giải thích như thế. Tu hành, ta tu hành với niềm tin vững chắc, với sự kiểm soát thân tâm chặt chẽ, với sự tinh thần và trí tuệ. Ta quyết tâm như vậy, sao ngươi còn muốn lung lạc ta? Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn. Thịt ta càng hao mòn thì tâm ta càng thanh tịnh. Tâm ta càng thanh tịnh thì càng an trụ, càng sáng suốt, định lực càng vững chắc. Thể xác càng đau đớn thì tâm càng xa lìa tham ái. Chừng ấy ta biết rõ thế nào sự trong sạch của một chúng sanh. Nói chung là khi mà Thái tử tu tập như vậy là cố gắng để mà người ta ép sát bao nhiêu thì ngài ép sát hơn bấy nhiêu, để cố xem thử coi là đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ rốt ráo nó như thế nào. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không chiến thắng được. 6 năm tu khổ hạnh, sức lực của Sa môn Gotama ngày càng suy yếu, thân thể gầy còm bởi sự nhịn ăn, thức đêm, thức ngày. Và có khi thì ngài ngất xỉu trong lúc đang thiền định với cội cây, hoặc là khi đang thiền hành, vân vân. Bây giờ thì vẫn còn những cái di tích đó. Một hôm đang ngồi thiền bên cạnh bờ sông Ni Liên Thiền, chúng ta cũng sẽ tới dòng sông này. Sa môn Gotama bỗng nghe có một tiếng một giáo sư âm nhạc đang dạy các học trò trên một chiếc thuyền đi ngang qua. Con nên nhớ lên dây đàn thì phải đúng độ căng, tiếng đàn mới thanh tao. Nếu dây đàn dùng quá thì tiếng đàn mềm nhũng điếc cong. Nếu dây đàn căng quá thì dễ bị đứt. Lúc đó thân thể suy tàn cùng nhược, Sa môn Gotama bừng ngộ các pháp môn tu đạo trung đạo. Rồi thế là năm 29 tuổi, Sĩ Đạt Ta đến bờ sông Gotama, Đức Phật thành đạo ha. Sau đó thì ngài bỏ cái pháp môn khổ hạnh để lập ra pháp môn tu đạo, và chỉ sau 49 ngày thì ngài đạt thành với cội Bồ đề. Sa môn Gotama năm 35 của tuổi, trong lúc thân thể suy nhược cùng cực thì ngài nhận thấy lối tu khổ hạnh đó chỉ là ép sát tu để diệt trừ dục vọng, làm chủ các đòi hỏi thân xác. Nhưng với thân thể suy nhược, tâm thức không thể đạt đến giác ngộ hoàn toàn, và ngài từ bỏ cái chỗ ngồi, ngài loạn chọn đứng dậy và cử động để nắng bóp tay chân cho đỡ tê, râu tóc và quần áo mục nát trên thân ngài rơi lả tả xuống đất. Ngài tìm đến một bãi tha ma gần đó để lượm một bộ y phục, xuống sông giặt giũ tắm rửa rồi mặc vào, đi lần vào xóm để khất thực. Đấy. Thế thì chỗ này có nói đến yếu tố ngài thường đến bờ sông Ni Liên Thiền, bờ sông Ni Liên Thiền, chỗ thiền định trên bãi cát. Một hôm thì có cô bé chăn bò tên là Nam Đà và Ba La đang dắt bò xuống sông tắm. Cô thấy Sa môn Gotama bận y phục tả tơi, thân thể gầy yếu với nét mặt hiền lành thanh thoát đang ngồi thiền định, vân vân. Thì sau đó thì hai cái vị thí chủ này cúng cho ngài bát sữa đây. Sa môn Gotama nhận sữa rồi chú nguyện rằng: Tôi vì lòng độ sinh nên dùng món ăn này, nguyện được khí lực khỏe mạnh, người dân cúng đời đời được hưởng thức ăn, thân thể hùng tráng, được tâm từ bi hỷ xả, an lạc không tật bệnh, sống lâu giàu bền với trí tuệ đầy đủ.
chú nguyện xong ngài ăn thức ăn này. Ngài thầm nghĩ rằng 6 năm khổ hạnh áo rách tả tơi, vậy nên đổi tấm áo phấn tảo, nên đổi cái tấm áo phấn tảo này. Samon Gautama đi lần xuống sông giặt áo Ni Liên Thiền đó, tắm rửa vừa xong thì có vị trời tịnh cư dâng cho áo ca sa cúng dường. Samon Gautama bỏ áo phấn tảo, mặc áo ca sa rồi từ từ đi tới mé rừng, tìm một cội cây mát mẻ để ngồi thiền định. Thông thường thì ngài nằm nghỉ từ canh 3 cho đến canh 5 nơi một cội cây. Khi sau mai vừa ló dạng, ngài thức dậy xuống sông rửa mặt rồi tìm nơi thiền định. Đến giờ tị thì ngài khất thực vào trong xóm làng. Sau đó độ ngọ xong, ngài đi kinh hành xuống sông tắm rồi lại tìm nơi mát mẻ để thiền định. Đến ngày thứ 49, kể từ lúc năm anh em của ông Kiều Trần Như bỏ đi, thì trong lúc ngài đang ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ cách Bồ Đề Độ, tức là Bồ Đề Đạo Tràng 100 mét, thì hiện nay ở Bồ Đề Đạo Tràng có nhiều cái di tích để mà chúng ta thăm viếng ở cái chỗ đó, vân vân, rất là nhiều. Các vị có thể lên trên này đọc nha các vị. Thì sau khi mà ăn xong cái bát cháo sữa thì Sa Môn thấy cơ thể khỏe mạnh và ngài đi thiền hành. Lúc bấy giờ khi mà ngài nhận cái bát sữa đó của hai cái cô một nữ, thì năm anh em lập tức từ chối ngài Gautama, cho rằng ngài bây giờ không còn cái tu khổ hạnh nữa mà đã trở về với lại cái đời sống thường nhật, thọ hưởng của cái của cúng dường rồi, cho nên cho rằng ngài chưa phải là con người đáng tôn kính trên cái pháp tu khổ hạnh, cho nên từ bỏ ngài. Thế là lúc bây giờ ngài mới đến gốc cây và ngồi thiền. Ngài vô cùng phấn khởi, sau khi rửa bát xong, ngài để cái bát bằng vàng lên dòng nước và nguyện rằng: nếu hôm nay ta được chứng quả thành Phật thì nguyện cho cái bát này nổi lên mặt nước và trôi ngược dòng. Quả nhiên cái bát vàng nổi lên trên mặt nước và trôi ngược dòng trong 80 sải tay. Sa Môn Gautama hăng hái đi trở lại bờ, đến cái gốc cây Bồ Đề to lớn cành lá xum xuê, nơi đây thích hợp với việc thiền định, vân vân. Dưới cội cây này làm thế nào có một tòa ngồi yên ổn và trang nghiêm. Bỗng có một em bé gánh cỏ đi ngang qua, tức là ngài ngồi ở dưới gốc cây và thầm nghĩ như thế, thì bỗng nhiên có một em bé đi ngang, gánh cỏ đi ngang qua. Và Sa Môn Gautama gọi lại hỏi xin một mớ cỏ để làm tòa. Em bé vui vẻ và dâng cho ngài 8 bó cỏ sắt mềm mại. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta bây giờ nó là tòa kiết tường, tức là hoặc là cái cỏ kiết tường, tức là sao? Cái gì mà nó liên quan tới Đức Thế Tôn á, ví dụ như ngồi xuống gốc cây thì gốc cây đó người ta gọi là gốc cây giác ngộ, tức là gốc cây Bồ Đề. Ngồi trên cái tòa thì cái tòa đó người ta gọi là tòa kiết tường, tức là cỏ kiết tường. Nhưng mà thật sự đó là một cái loại cỏ rất là thông thường, dung dị thôi. Nhưng mà tại vì Đức Thế Tôn ngồi đó giác ngộ cho nên người ta gọi cái tên đó là như vậy. Thế là kiết tường nghĩa là tốt lành, tức là cái cỏ được kết, đặt tên đến cỏ là cỏ tốt lành, kiết tường. Ngài hỏi cháu tên là gì, mấy tuổi, vân vân. Thì người này là 9 tuổi. Thì ông xin mớ cỏ, thì đứa bé mới nói là bộ ông có chăn bò hả? Thì ngài nói tôi không phải, tôi là người đi tu không có bò, vân vân. Thế thì tôi chỉ xin cỏ để trên ngồi cho êm và thẳng lưng để có thể ngồi lâu được. Tôi chỉ mong được giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sanh. Thưa ông, bộ ngồi lâu trên đống cỏ thì sẽ được giác ngộ thành Phật hả? Không phải đâu, ngồi kiết già lưng thẳng chỉ là phương tiện giúp cho sự thực hành chỉ quán phóng đạt đến cái định và tuệ. Nhưng muốn giác ngộ thành Phật thì còn phải thực hành đầy đủ các hạnh từ bi hỷ xả, vân vân. Nếu cháu muốn học thì khi cháu lớn lên và tôi thành đạo rồi thì tôi sẽ dạy cho. Hôm nay tôi vì chúng sanh đau khổ nguyện ngồi dưới gốc cây này cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu chưa tội nguyện thì dù có xương tan thịt nát vẫn không đứng lên tại chỗ này. Nói xong, ngài sắp cỏ thành tọa cụ và bồ đoàn, ngồi kiết già lưng thẳng hướng về phía gốc cây, mặt hơi cúi xuống nhìn về hướng đông. Phía bờ sông Ni Liên Thiền tức thì thế giới chấn động 6 lần làm rung chuyển cả trời đất.
trên không trung từng đàn chim vui mừng bay liền trong cành lá, vân vân. Bồ Tát Gautama ngồi trên tòa cỏ đầy đủ thế hùng lực như sư tử, trí tuệ sáng suốt như vầng thái dương, ngài bắt đầu thực hành các pháp thiền định. Thì xin đây là cái pháp mà Đức Thế Tôn đã thực tập để chứng ngộ. Ngài thực tập cái gì? Thứ nhất là quán niệm hơi thở để thanh lọc và ổn định thân tâm, đoạn trừ năm triền cái. Thế là xin thưa các vị, có hai cái phương pháp thiền quán, đó là thiền chỉ. Có hai phương pháp thiền định, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thế nào gọi là thiền chỉ và thế nào gọi là thiền quán? Thiền chỉ có nghĩa là dừng lại. Thiền chỉ có nghĩa là cái thiền mà dựa trên sự dừng lại, chấm dứt cái vọng niệm. Ví dụ như chúng ta dùng phương pháp hít thở, tức là chú tâm vào hơi thở. Khi chú tâm vào hơi thở có nghĩa là đem tâm thức của mình, đem ý nghĩ của mình để trên cái hơi thở và chú ý tới hơi thở để chi vậy? Để dừng lại những cái vọng niệm suy nghĩ khác ngoài cái đó, tức là thiền chỉ. Tức là chỉ chú tâm vào một đề mục duy nhất mà thôi. Ví dụ như bây giờ đại chúng đang ngồi đây, đang lắng nghe tôi nói. Thế thì trong tâm thức của các vị không có suy nghĩ là ồ, nhà bên của mình có bao nhiêu tiền, con cái của mình đang ở đâu, đúng vậy không? Các vị đang chú ý tới đây, nhưng mà khi tôi nhắc tới nhà băng của các vị đang có tiền thì các vị lại nghĩ tới nhà băng của mình liền. Thế thì rõ ràng rằng dùng cái chỉ này tức là dừng lại, dùng cái chỉ đó để dừng lại những cái khác đi, chỉ tập trung vào một điều duy nhất mà thôi. Chúng ta thấy được rằng tâm của chúng ta nó giống như con vượn chuyền cành, lúc thì nó nghĩ cái này, lúc thì nó nghĩ cái kia, nó không có đứng yên một chỗ được. Cho nên dùng cái phương pháp này để cột cái suy nghĩ đó lại một chỗ, và khi mà chúng ta suy nghĩ một chỗ rồi á, thì cái kia nó sẽ vắng mặt đi. Mà khi chúng ta sực nhớ lại rồi, chúng ta lại suy nghĩ lung tung, người này thương người kia ghét, nhỏ nọ nhỏ kia, rồi tiền nọ tiền kia, nhà nọ nhà kia, cháu nọ con kia, vân vân, đủ thứ chuyện trên đời hết. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái thiền chỉ để cái đối tượng đó nó nằm, chú ý tâm vào cái đối tượng kia, thì những cái khác nó lắng động. Cho nên khi chúng ta lạy Phật, chúng ta nói là chí tâm đảnh lễ hay là nhất tâm đảnh lễ, có nghĩa là chỉ dùng cái một tâm duy nhất của mình thôi để mà chú ý, để mà kính lễ. Tâm nào là thành Phật mà tâm nào là tâm chúng sanh, cũng là một tâm thôi. Thế thì một tâm đó nếu mà nó tịnh á thì nó là Phật. Một tâm đó mà nếu mà nó không tịnh á, nó nhơ ế thì nó là chúng sanh. Phật và chúng sanh vốn dĩ nó tĩnh lặng, vốn cái tâm kia nó bình ổn, nó vẫn lặng. Nhưng mà nếu khi nào mà nó bị phủ mờ bởi lớp bụi của thời gian, nó phủ mờ bởi những cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất, thì người đó trở thành chúng sanh, chạy theo cái hơn, thua, tốt, xấu, được, mất. Nhưng mà khi nào cái tâm kia nó rỗng rang, nó thanh thản, thì người đó giống như thể là cái kính vậy đó. Lâu ngày mà không lau chùi thì không có soi mặt thấy rõ được. Mình soi mặt mình thấy hình như là trên mặt mình có những cái vết dơ, nhưng mà thật ra cái gương nó dơ, mà mình nhìn thấy cái mặt mình có vết dơ, thì mình phải chùi cái gương đi. Khi nào cái gương sáng rồi thì nó phản chiếu y như thật. Đấy. Thế thì chúng ta cũng giống như là cái gương vậy đó. Khi đó thì mình thật ra mặt của mình không có dơ, nhưng mà đôi khi trên cái vết gương, trên cái gương kia nó có những cái yếu tố trên đó, cho nên mình nghĩ là mặt mình có dính cái gì. Thế thì khi mà chúng ta nhiếp tâm, có nghĩa là gom hết tất cả những cái ý tứ, cái tâm tư của mình vào lại một điểm mà thôi, nó là yếu tố thiền chỉ. Thiền quán tức là quán niệm, nhìn ngắm một cái gì đó để cho nó hiểu được rốt ráo cái bản chất của sự vật và hiện tượng đó. Việc đầu tiên đó là ngài thực hiện cái quán niệm hơi thở để thanh lọc và ổn định thân tâm, đoạn trừ năm triền cái. Năm triền cái là cái gì? Là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi. Đó là năm cái trở ngại sơ đẳng khi thiền. Tham dục tức là những điều tham muốn, sân hận là những điều giận dữ, hôn trầm là cái gì? Buồn ngủ. Trạo cử tức là những cái ý nghĩ nó khởi lên. Hoài nghi tức là những cái sự nghi ngờ. Khi các vị mà ngồi thiền mà các vị buồn ngủ thì là hôn trầm nó đang chi phối. Sau khi mà thật ra thì cái quán niệm hơi thở này rất là căn bản, thưa các vị. Các vị ở đây có ai là ngồi thiền mỗi ngày 5 phút không? Xin thưa các vị là ngày hôm nay đó, trên thế giới này rất nhiều cái thiền đường cho mọi người chỉ đến ngồi thiền 5 phút thôi.
Nếu như đại chúng mà có thể được, các vị cứ hãy ngồi thiền 5 phút. Mỗi sáng thức dậy khoan đã, hãy bước xuống giường. Các vị ngồi ngay trên giường của mình cũng được nữa. Và tĩnh tọa trên đó 5 phút. Ngồi thẳng lưng. Có thể là các vị dựa vào vách, nếu mà chưa quen. Để anh chi vậy? Rất là nhiều người bị stroke vì cái yếu tố mà ngủ dậy cái bước xuống giường liền. Có vị ngồi tĩnh tọa trên giường, hoặc là khi các vị bước xuống cũng nhẹ nhàng tĩnh tọa, bước xuống và chúng ta đánh răng, súc miệng, rửa mặt xong rồi mình tĩnh tọa 5 phút thôi. Để làm chi? Để chúng ta hít thở thôi. Xin thưa các vị là màu nhiệm nó sẽ đến liền với chúng ta trong cái ngày hôm đó. Thật ra mình quên đi hơi thở nhiều lắm. Trong một ngày chúng ta chạy theo cái này, chạy theo cái kia, suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Nhưng mà chúng ta không quan trọng, không chú ý tới hơi thở. Khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này là bởi vì cái yếu tố hơi thở nó còn. Mình có thể rời xa hàng triệu đô, hàng trăm ngàn đô, cái nhà cửa của mình, con cái của mình, vợ của mình, một ngày, hai ngày được. Mình không thể rời xa cái hơi thở trong vòng 5 phút. Vì vậy mình thấy được rằng không phải vợ con quan trọng. Đôi khi nó chết đứa này nhưng mà nó cũng còn đứa khác. Sự thật như vậy đúng không? Bây giờ các vị ai mà chẳng chết cha, chết mẹ, chết anh, chết em, chết con, chết cái. Nó chết đứa này nhưng mà mình chưa có chết. Vẫn còn sống và vẫn còn vui. Đúng vậy không à? Cha mẹ mình chết mình buồn thiệt đó, nhưng mà buồn có mấy bữa à. Rồi chúng ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi cine, vẫn vui vẻ với người khác trong cuộc đời này. Những người khác ta đó có thể bỏ qua rất nhanh. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta vắng bóng hơi thở của mình trong vòng 5 phút thì chúng ta tiêu hết, bỏ hết tất cả mọi thứ. Cho nên quán niệm hơi thở là một cái để thanh lọc, để ổn định thân tâm, để đoạn trừ 5 cái triền cái này rất là dễ. Đoạn trừ tham dục luôn đó. Cho nên là việc quán niệm hơi thở là cái yếu tố hết sức căn bản. Cho nên chúng tôi khuyên đại chúng là nên dành ra cho mình một cái khoảng thời gian để sống với chính mình. Mỗi một ngày chúng ta sống với người ta nhiều lắm. Có nghĩa là sống với người ta là sao? Mình sống với con, mình sống với gia đình, mình sống với việc làm, tức là làm việc cho người nọ, người kia. Chúng ta không có cái thời gian nào mà chúng ta để chú ý tới thân mình nhiều hết. Đôi khi thưa các vị là chúng ta trang điểm cho thật đẹp, nhưng mà thật ra cũng phải trang điểm cho mình đâu. Nếu mà trên hành tinh này nó chết hết, còn có mình thì chẳng ai trang điểm làm gì. Có đúng thế không? Cho nên khi mà chúng ta nói như vậy thì rõ ràng chúng ta làm cái này, mang cái chiếc áo này, mang cái đôi giày này, đi chiếc xe này, cười nói với nhân gian, mọi thứ chúng ta xách cái túi, chúng ta đưa cầm cái phone, cũng do sự tương tác giữa người này với người kia, giữa ánh mắt và nụ cười với nhau để hình thành cái cung bậc mà chúng ta sống. Nếu mà chúng ta bỏ hết cái vì người khác, nhìn người khác nói, người khác suy nghĩ, người khác tưởng tượng, thì chúng ta dường như không cần gì phải làm gì cho mình khác hơn. Thế thì cũng có đôi khi chúng ta nên bỏ hết tất cả những cái kia để nhìn lại thật, cái bóng dáng thật của mình trong cuộc đời này là gì. Cho nên khi mà chúng ta ngồi 5 phút đó, cái yếu tố tĩnh tại đó sẽ giúp cho mình suy nghĩ rất là nhiều. Những ngày mà chúng tôi đi thuyết giảng ngày thứ hai mỗi tuần, chúng tôi lái trên con đường kẹt xe 3-4 tiếng đồng hồ, lái rất nó quen. Và trong cái đoạn đường mà chúng ta đi á, tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và giống như là mình cũng đang ngồi thiền lái xe vậy. Thấy là biết đó. Nhưng mà rồi những cái tư tưởng nó phóng chiếu trong đời, trong lòng của mình. Mình suy nghĩ về cái nhậm vận cuộc đời. Rồi khi giảng pháp xong rồi, lái về một mình trên cái đường xa lộ vắng, mình đi qua trên những đoạn đường cũng thân quen, mình qua mặt những chiếc xe, rồi mình nhìn trên đường có những cái cục mà nó phân ranh giới, nó sáng lên á, hả? Thế thì mình nói là ô, trong cuộc đời mình, trên một cái chuyến đường chúng ta đi, chúng ta qua mặt biết bao nhiêu cái thân phận của từng một cái chủng loại thể tính của chúng sanh trong cuộc đời này. Và rõ ràng là khi chúng ta sinh ra đó, chúng ta sống với cha với mẹ của mình, với anh em của mình trong một khoảng thời gian, rồi chúng ta lại từ bỏ những anh em chị em của mình đó, chúng ta ra đi, rồi chúng ta có mấy đứa bạn trong lớp học,
rồi chúng ta cũng từ bỏ những đứa bạn của mình rồi chúng ta ra đi. Rồi bây giờ chúng ta từ bỏ cái đất nước Việt Nam của mình, chúng ta ra đi. Rồi bây giờ qua bên Mỹ này, chúng ta đang ở đây, chúng ta đang trên chiếc xe này một mình một ngựa, chúng ta cũng đang từ bỏ những con người thân quen khác để chúng ta ở với nó một mình ngay bây giờ tại đây. Phải vậy không? Rồi trong những cái tiến trình mà bây giờ chúng ta lại về, chúng ta lại gặp gỡ, rồi tự nhiên cái khi chúng ta gặp gỡ rồi sinh ra một cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét. Tự dưng đó là chúng ta bị cột chặt trong cái dòng quay của sinh tử này hồi nào không hay. Và các vị suy nghĩ mà xem, trên cái con đường mà chúng ta thiên di đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia, chúng ta gặp một người, cái tự nhiên cái chúng ta dính luôn với người đó. Cái rồi chúng ta nghĩ là người đó là của mình là của người đó. Cái rồi yêu, thương, rồi giận, rồi hờn, rồi ghét, rồi vân vân. Tự nhiên cái nó làm cho mình đau khổ, mình dính luôn, mình không có thể thoát ra được. Nhưng mà sẽ chưa từng có ai dính luôn mà không thoát ra được hết. Cho nên chúng ta biết được rằng cái con đường này nó mong manh vô cùng, và nó không có cái gì hết trơn á. Thấy thân quen đây, thấy vậy đó, nhưng mà ngày mai rồi sẽ làm xa lạ hết. Thấy nó là con mình đó, mình rút ruột mình sinh ra đó, nhưng mà rồi mai cũng trở thành xa lạ hết cho coi. Cho nên khi mà mình thấy được cái cuộc đời nó không có gì hết trơn, nó trọi vậy đó, thế là mình biết rằng cuộc đời này chỉ là một cái yếu tố mà chúng ta đi ngang qua đây thôi. Như thế là có một lần nọ, có một vị thầy đi đến gặp một vị vua. Vị thầy nói với vua rằng, nói với lại các quan trong triều rằng, hãy cho tôi vào để tôi gặp nhà vua đi, tôi có việc muốn nói với nhà vua. Thế thì mọi người mới ban đầu thì không cho vào, nhưng mà cuối cùng thì cũng cho vào. Khi đi vào yết kiến nhà vua rồi thì nhà vua mới hỏi là, này đại sư, hôm nay ông đến đây gặp ta có chuyện gì vậy? Thì vị thầy mới nói là, môn tâu bệ hạ, hôm nay tôi đến đây chỉ để muốn ngủ một đêm trong cái nhà trọ này mà thôi. Thế thì nhà vua mới nói, không, đây không phải là nhà trọ, đây là lâu đài của ta. Vị thầy mới hỏi nhà vua là, môn tâu bệ hạ, trước khi bệ hạ sở hữu cái lâu đài này thì ai đã sở hữu lâu đài này? Nhà vua mới nói là, cha của ta đã sở hữu ngôi đài lâu đài này. Vị thầy mới hỏi là, môn tâu bệ hạ, trước khi vua cha của bệ hạ sở hữu lâu đài này thì ai đã sở hữu lâu đài này? Thì ông vua mới nói là, cha của cha ta đã sở hữu lâu đài này. Thế thì vị thầy mới nói là, môn tâu bệ hạ, một người, người ta đến đây, người ta ở chỉ có một khoảng thời gian thôi, rồi người ta lại đi. Như vậy thì có phải nơi đây là quán trọ hay không? Thế thì lúc đó nhà vua mới gật đầu và đồng ý đây là quán trọ. Thế thì xin thưa các vị, chúng ta cũng vậy thôi, ghé ngang nhân gian này, trần đời này chỉ có một khoảng thời gian. Có người thì ở được 20 năm, có người ở mới có vài ngày, có người thì ở 80 năm, có người ở 100 năm, có người ở hơn 100 năm. Nhưng mà rồi chẳng có bao giờ ở luôn vĩnh viễn hết. Nhưng mà rồi khi chúng ta ở trong một quán trọ như vậy, các vị có bao giờ đi vacation, đi đến một quán trọ, rồi các vị bỏ tiền ra xây dựng cái quán trọ đó không? Các vị có bao giờ sơn quét cái quán trọ kia không? Các vị có bao giờ mua tivi, tủ lạnh để trang điểm cho cái quán trọ kia không? Thế là chúng ta mới biết được rằng nếu mà chúng ta ở một ngày, chúng ta sẽ không bao giờ tranh thủ để mà sơn quét nó đâu. Đúng thế không? Nhưng mà các vị ở 10 năm, 20 năm trong nhà của mình thì chúng ta làm đủ chuyện hết trơn á. Cái gì cũng tha về để trong đó hết. Thế là quán trọ nhân gian là như vậy. Cuộc đời ta cũng là như vậy thôi. Đi ngang, ghé ngang cuộc đời này chẳng có gì của ta hết, mượn xài chơi cho vui thôi. Đúng thế không? Ở trong cái quán trọ này nó cho mình nhà sẵn rồi, chúng ta ở. Nó cho mình nước uống, chúng ta cho mình cơm ăn. Nó cho mình những vật liệu, những điện, những nước, những computer, những tivi. Rồi chúng ta nghĩ là cái đó là cái của mình. Chúng ta bám víu vào đó. Cho đến khi có một người nào đó tới người ta mượn cái mà không hỏi mình thì mình lại buồn. Phải vậy không? Đấy. Cho nên xin thưa các vị là sự bám víu luôn luôn là yếu tố xuất hiện trong thân tâm của mỗi người. Nếu mà chúng ta biết được đời là quán trọ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ mình sanh tâm đắm nhiễm và bám víu đâu. Có khi nào bao giờ các vị từ giả cái quán trọ mà các vị ở một hai đêm rồi các vị lưu luyến, quyến luyến, khóc sướt mướt không? Có không? Không. Nhưng mà cuộc đời này nếu mà các vị từ bỏ, các vị có khóc không? Các vị có đau sầu không?
Đó là cái lạ. Nhưng mà chúng ta hãy biết ngay lúc bây giờ. Cái biết này xin thưa các vị là không dễ để có thể người ta nói cho các vị nghe đâu. Khi các vị đi làm, khi các vị xây dựng gia đình, người ta luôn dạy mình cách để giữ gìn tiền của, cách để làm cho tiền của mình nó mỗi ngày nó mỗi tăng lên, tăng lên, tăng lên. Đúng thế không? Rồi chi nữa? Rồi sao nữa? Người ta chỉ dạy cho mình cách để chúng ta thủ đắc, để chúng ta nắm giữ thôi. Tạo cho mình thật là nhiều của cải để thể hiện là sống ở trong cuộc đời này phải có cái gì đó. Nhưng mà rồi có cái gì đó để chi? Người ta không bao giờ dạy mình cách để bỏ nó một cách an lạc và hạnh phúc. Và xin thưa các vị là trong một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ lại hết mọi thứ trong nhân gian này. Nhưng quan trọng ở chỗ là chúng ta bỏ nó với ý muốn của chính mình. Đó là điều hạnh phúc nhất. Ví dụ như bây giờ các vị có 1.000 đô. Các vị bỏ 1.000 đô để có được cái bóp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các vị đồng ý bỏ 1.000 đô, bù lại các vị có được cái gì đó. Cũng là bỏ. Được chưa? Hoặc là các vị bố thí cúng dường 1.000 đô. Thì có nghĩa là các vị đang bỏ mất đi 1.000 đô kia. Nhưng mà các vị làm bỏ mất 1.000 đô đó với ý nghĩ của mình, với điều muốn, mong muốn của chính mình, thì chúng ta không có tiếc nuối. Bây giờ đùng một cái chúng ta ra đi mất đắc kỳ tử, có nghĩa là chết không biết ngày giờ. Các ta buồn không? Nội cái mà nhớ tới tài sản không thì làm sao mình có thể giải thoát được. Nhớ tới cái của cải của chúng ta đang giấu ở đâu đó, làm sao mà chúng ta giải thoát được. Có một lần Đức Phật mới đi khất thực ở một cái nhà của một anh tư gia nọ. Khi ngài bước vào đó thì con chó nó sủa sùm, nó chạy ra muốn đồ, muốn cắn ngài luôn. Thế thì ngài mới nói là cho đến bây giờ mà chưa buông xả nữa sao? Thế thì con chó đó cụp đuôi và chạy vô trong nhà. Thế thì cái người gia chủ mới nói gì, bạch Đức Thế Tôn, ngài nói cái gì mà con chó con nó vô nó nằm yên, nó buồn so vậy? Đức Thế Tôn mới nói là con chó đó kiếp trước đó là cha của ông. Bởi vì cái sự tham đắm của cải cho nên là nó không thể siêu thoát và nó làm con chó để giữ của. Bây giờ ông hãy vào nói với lại con chó là của để ở đâu thì con chó nó sẽ chỉ cho. Lúc bây giờ thì anh này mới vào hỏi con chó. Anh nói là tôi biết á, Đức Thế Tôn nói á, là ngươi á, là cha của ta, nhưng vì do giữ của cho nên ngươi không siêu thoát được và làm thân con chó, có đúng vậy không? Nếu đúng như vậy đó, ta bây giờ là con của ngươi ha, ta là con của ngươi cho nên là ta được quyền thừa kế cái của cải của ngươi một cách hợp pháp, cho nên ngươi hãy chỉ cái của cải của ngươi cho ta. Lúc bây giờ thì con chó nó mới nhảy xuống gầm giường và nó bươi móc ở dưới đó. Và rõ ràng người thanh niên nọ đào lên thì thấy mấy hũ vàng ở dưới. Thế thì xin thưa các vị, đó là một câu chuyện được kể. Thì rất là khó để có thể buông xả được những cái mà chúng ta chưa có giải quyết được trong cuộc đời này. Chính vì vậy mà cái vòng luân hồi lẫn quẩn nó cứ đi hoài như thế đó. Cho nên ngay đây và bây giờ đó, nếu mà các vị nào có những cái gì trong nhân gian thì mình phải nhất định một lòng là mất hết. Và chúng ta đồng ý cho nó mất theo cái ý muốn của mình, theo cái di chúc của mình, theo cái nguyện vọng của mình. Các vị nói là thầy ơi bây giờ cho hết rồi lấy đâu mà sống tiếp. Mình đừng có suy nghĩ yếu tố đó. Người thánh nhân họ suy nghĩ thế này. Khi họ ăn một cái gì họ suy nghĩ là ta ăn hết đó thì của đâu cho người. Người phàm phu thì nghĩ rằng ta cho người hết thì của đâu ta ăn. Hai yếu tố rất ngược lại. Thánh nhân thì nghĩ rằng mình ăn hết rồi còn đâu cho người. Nhưng kẻ phàm phu thì nói là mình cho hết lấy đâu mình ăn. Đấy. Cho nên là bây giờ nếu như các vị tính là ồ bây giờ cứ mỗi ngày như vậy là ta có được 50 đồng để ăn. Đủ không các vị? Một ngày bây giờ các vị ăn bao nhiêu tiền? 200 hả? 10 đồng. Thế thì các vị tính coi
Giả dụ như các vị sống tới 100 tuổi đi, thì mình tính coi bây giờ từ đây tới đó, mình tính coi còn được bao nhiêu là sống đủ tới 100 năm. Rồi coi thử coi là cái tiền còn dư ra đó đó làm gì? Cho hết đi cho nó khỏe ra rồi hả? Nhưng mà rất là ít người có thể làm được việc đó thưa các vị. Rất ít người. Ngày hôm nay thì ở trên cái đất nước này mà nói điều đó thì nó thừa mất. Thưa đại chúng là khi mà nói tới bệnh hoạn trên cái đất nước này nó đều có bảo hiểm hết mà. Khi chúng ta mua bảo hiểm đã tính ví dụ như tháng này cho phải trả là bảo hiểm, là trả nhà, trả xe, trả insurance vân vân vân. Chúng ta có thể tính được điều đó rất là dễ dàng. Nhưng mà ý chúng ta muốn nói là sao? Để chúng ta rời khỏi cái bám víu. Và nhỡ đâu mà chúng ta có mất bất cứ cái thứ gì ngay trong đời sống này thì cũng đừng có đau khổ buồn đâu. Rồi nó sẽ mất hết mà buồn cái gì. Đồng thời cái yếu tố thứ hai đó là khi chúng ta có cái gì, khi chúng ta ghen cái gì, khi chúng ta nhận được cái gì, thì chúng ta phải tự nói với mình là xài chơi vài bữa thôi nha, và nó sẽ mất. Mình tự mình nói như thế. Bây giờ các vị tự trên trời rớt xuống bao nhiêu tiền đó, hoặc là tự dưng có ai đó cho mình cái chiếc nhẫn 5-7 carat, đời này còn bỏ không chi cái thứ đó. Một đời ta là 13-14 đời nó, không có gì quan trọng. Thân này mà còn bỏ thì lấy gì quan trọng nữa. Những cái bán víu theo thân này còn không giữ được mà đi giữ hột sòn đó làm chi. Đúng thế không? Nếu mà chúng ta nói một cách là tận cùng, không còn cái gì để khác hơn nữa, thì thân này mà giữ không xong để giữ cái gì? Dẫu cho nó 2-3 ổ khóa mỗi người chìa đi chăng nữa cũng què thôi. Bỏ trong đó là coi như thua. Mà chết rồi ít bữa nó thằng sâu ngọt rồi vô đó mà tìm kiếm tài sản trong đó cũng vậy thôi à. Cái thứ hai đó là khởi tâm lìa cái ái dục và vọng tưởng, dùng năm thiền chi tầm tứ hỷ lạc nhất tâm để ly sân hỷ lạc địa, để trú sơ thiền. Nãy chúng ta có nói rồi. Thế thì cuối cùng cũng là lìa xa ái dục vọng tưởng. Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sanh tử là ái dục. Đó là sự khát ái, đó là sự mong cầu, đó là sự mong muốn. Ngoài đó ra không có gì khác hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sống cũng chỉ vì khát ái, tìm cầu, mong muốn mà chúng ta sống. Và chỉ vì cái đó làm ta khổ. Không còn cái gì làm ta khổ nữa hết. Nếu mà các vị bây giờ không còn tham dục nữa thì hết khổ liền. Chúng ta còn tham dục, còn sự mong muốn, cho nên ai nói cái gì hơn thì mình cũng buồn, ai nói gì thua cũng buồn, ai la ai mắng cũng buồn. Và mình còn cái tham dục, mình nghĩ là ta đây dày mà nó nói như vậy, chịu nói không? Phải không? Ta công chính liên minh thế này mà nó nói như vậy thì sao mà chịu đợi cho thấu. Rồi chúng ta trở nên sân si. Nhưng mà có một câu chuyện kể về cái lời thị phi rất là hay. Đó là kể về cái câu chuyện của Đường Thái Tông và Hứa Kính Tôn. Các vị lên nghe cái chương trình 5 phút Phật Pháp của tôi đó, thì chúng tôi đã kể rất nhiều câu chuyện rất là lý thú. Có một lần nọ thì trong cái buổi trà dư tiểu hậu, thì vua Đường Thái Tông mới nói với lại Hứa Kính Tôn, vốn là một người mà thân cận mình, một quan đại thần thân cận mình. Đường Thái Tông mới nói với Hứa Kính Tôn là: ta thấy ngươi không phải là cái phường tệ bạc, là người rất là liêm chính. Ấy vậy mà tại sao trong nhân gian này là có những cái lời đồn đãi thị phi với ông nhiều đến như vậy? Thì Hứa Kính Tôn mới nói là: muôn tâu bệ hạ, trời mùa xuân mưa tầm tã như dầu, nó có thể làm cho cái người nông phu hết sức vui mừng vì có thể gieo được hạt giống, nhưng nó làm cho cái người bộ hành hết sức phẫn nộ vì làm cho con đường trơn trượt, người ta không thể đi được. Trăng mùa thu, nó có thể làm cho những cái vị tao nhân mật khách hết sức là vui sướng vì được ngắm trăng uống rượu thỏa thích, nhưng nó làm cho những tên ăn trộm rất là phẫn nộ vì không có giấu được thân phận của mình. Thế thì muôn tâu bệ hạ, trời mưa trời nắng, trăng tròn trăng khuyết kia vốn rất vô tư giữa dòng đời này, ấy thế mà còn bị người ta thương ghét, huống chi là hạ thần đây.
là một con người rất bình thường, cho nên làm sao có thể tránh khỏi lời ông tiếng ve thị phi của nhân thế được. Tâu bệ hạ, nếu mà bệ hạ nghe lời thị phi thì quần thần bị hãm hại, nếu cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái bị chia lìa, nếu vợ chồng nghe lời thị phi thì đôi đàn sẽ gãy gắm. Những lời thị phi trong cuộc đời này nó còn độc hơn rắn độc, nó còn sắc bén hơn gươm dao, nó có thể giết người mà không lấy máu. Thế thì chúng ta thấy được rằng người xưa đã nói những cái lời mà hết sức là tuyệt vời. Ngày hôm nay mà chúng ta lặp lại những lời của người xưa, suy nghĩ của người xưa, chúng ta mới thấy được rằng mình đâu có bằng người xưa đâu. Chúng ta tiến bộ trên cái phương diện khoa học kỹ thuật, nhưng mà cái tinh chất để sống với cuộc đời này, để đối diện với dòng đời, chúng ta thật sự mềm, rất yếu, yếu hơn người xưa rất nhiều. Trên cái dũng của thánh nhân là như vậy đó. Người ta nhìn cuộc đời không phải là chỉ bằng đôi mắt tầm thường như thế này đâu, mà người ta nhìn rất hết sức là thâm hậu. Cho nên những cái gì mà nó khởi lên từ cái tâm ái dục thì xin thưa đại chúng, nó mang cái tính chất là trói buộc rất lớn. Cho nên dùng khởi tâm lìa bỏ ái dục và vọng tưởng, dùng năm cái thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm để ly sanh, hỷ lạc địa, để trú tiền thứ nhất. Tiếp theo là xuất sơ thiền, tức là sau khi mà chứng được sơ thiền thì phải bỏ cái sơ thiền đó đi. Bỏ tầm và tứ, khởi tâm hỷ lạc, nội tỉnh nhất tâm, nhập định sanh hỷ lạc để trú nhị thiền. Sau khi mà trú nhị thiền rồi thì phải xuất nhị thiền để mà trú, để mà ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, xả niệm lạc trú, nhập ly hỷ diệu lạc địa để trú tam thiền. Rồi sau đó xuất tam thiền, xả lạc, xả khổ, ly hỷ ưu, nhập cái tâm an nhiên thanh tịnh bình đẳng trước ngoại cảnh, nhập xả niệm thanh tịnh địa, an trú tứ thiền. Xuất tứ thiền, vượt ra khỏi sắc tưởng, đoạn diệt hữu tối tưởng, đối tưởng, không có tác ý đối với dị tưởng, quán thân mình hòa tan vào cõi hư vô không vô biên xứ, để nhập không vô biên xứ, an trú thân không. Sau đó xuất luôn cả cái vô biên xứ định, để vượt ra khỏi không vô biên xứ, để nhập, để quán thân mình không còn, chỉ còn cái tâm thức vô biên mà thôi, để nhập thức vô biên xứ. Có nghĩa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là nhập rồi xuất, xuất rồi lại nhập, tiếp tục như thế. Rồi nhân lúc tinh thần sảng khoái, định lực kiên cố, chí cả quyết thành, ngài được cái tri giác khai thông, nhập đại định, thấy rõ năm uẩn đều không. Năm uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành và thức. 18 giới chẳng có, ngã chấp tiêu tan, và được cái ngã không, và đi vào diệt thọ tưởng định, chứng được phương quảng thần thông du hí, thủ lăng nghiêm định, đầy đủ đức tướng trang nghiêm, vân vân. Lúc bấy giờ thì làm cho ma vương kinh sợ. Bây giờ từ hai cái chặng của lông mày, chính giữa hai chặng của lông mày, Bồ Tát phóng ra một đại hào quang chiếu tới cung điện của ma vương, làm át mất ánh sáng trên thiên cung. Ma vương biết Bồ Tát sắp thành đạo, triệu tập tất cả họ hàng thiên ma, thiên binh, vân vân. Hiện nay có một người dòng dõi Thích Ca sắp thành đạo vô thượng tại Gaya, tức là Bồ Đề đạo tràng của cõi Diêm Phù Đề. Chúng ta phải mau đem binh tướng đến nơi để phá hoại cho bằng được, nếu không thì cung điện của ta sẽ sụp đổ, y thế quyền lực của chúng ta sẽ bị lần hồi mất hết. Lúc bấy giờ thì nó nói như thế này: kính lạy phụ vương, con của ma vương là thương chủ thưa rằng, xin phụ vương chớ đem lòng thù oán với Bồ Tát Gotama mà làm cho điều ác nghịch đối với ngài. Con a, cha hối không kịp và xin cha hãy nghĩ lại. Thì ông nói là: ôi cha, con ta còn nhỏ chưa từng biết sức thần thông biến hóa của cha, con đừng xem vào quyết định của cha. Nhưng bây giờ Bồ Tát Gotama vẫn ngồi yên bất động, không có vật gì chạm đến hình hài của Bồ Tát được. Này Ma Ba Tuần, kiếp trước ngươi đã từng làm chủ của một ngôi chùa, thọ tám giới, mỗi ngày cúng một bát cơm cho một vị Bích Chi Phật. Nhân lúc Đức
ấy, nhân cái phúc đức ấy cho nên được sanh về cõi tha hóa tự tại làm đại ma vương. Còn ta đã từng cúng dường vô lượng chư Phật trong vô số kiếp, công đức không thể nghĩ bàn, thì ngươi làm sao mà hại được ta? Thôi ngươi hãy đi đi, nếu không ngoan cố sẽ mất hết cái phước báo. Thì ma vương mới nói như thế này: này đạo sĩ Gotama, đừng có khoác lác, chính nhờ những công đức tối thượng mà ta mới làm chúa tể của cõi dục này. Tất cả mọi người ở thế gian đều biết, còn ngươi chỉ là một đạo sĩ quèn, ngồi một mình dưới gốc cây, không có công đức gì, ai làm chứng cho ngươi? Thì ngài mới trả lời: này Ma Ba Tuần, đại địa này là bà mẹ vô tư của muôn loài chúng sanh, sẽ làm chứng cho ta. Vừa nói Bồ Tát Gotama vừa duỗi tay phải chấm đầu ngón tay xuống đất, đại địa bỗng chấn động sáu cách, tiếng đại hồng chung trong các đền thờ xung quanh ngân lên dữ dội. Một vùng đất lớn trước mặt của Bồ Tát nứt ra, vị địa thần nhô ra nửa người lên khỏi mặt đất với đầy món trang sức quý báu trên mình và cung kính đảnh lễ trước mặt Bồ Tát: kính thưa Bồ Tát, con xin làm chứng về vô lượng công đức không thể nghĩ bàn của Bồ Tát trong quá khứ, vân vân. Thế thì xin thưa các vị, lúc bấy giờ thì ngài đã chứng đạo và tam thiên đại thiên thế giới chấn động. Thế thì khi mà chúng ta phát tâm để xuất gia để tu tập á, thì những cái yếu tố mà ví dụ như các vị nói là ma chướng nó đến nhiều khi phát tâm thọ giới hoặc là phát tâm tu, thì nghịch duyên nó đến nhiều. Nhưng mà xin thưa các vị là khi mà chúng ta làm trong một cái ly nước, làm trong một hồ nước đó, thì mình mới thấy nước trong đó nó có bùn, mới thấy được cái đáy bùn ở dưới nước. Cũng như thế, khi mà tâm chúng ta thanh tịnh mới thấy được cái phiền não nó khởi lên. Còn nếu tâm của ta đục rồi đó thì phiền não nó khởi lên đâu có thấy đâu. Tại bản nhiên là mình đã đục rồi, đã phiền não rồi, cho nên thêm miếng phiền não nữa cũng không nhận ra, phải không? Khi tâm của mình thanh tịnh lắng trong thì phiền não nó khởi lên một cái là chúng ta thấy được liền. Cho nên không phải người tu thì đổ nghiệp mà người không tu thì không đổ nghiệp. Người không tu nghiệp nó cũng đổ, nhưng mà chẳng qua mình không thấy thôi. Tại vì mình đâu có cái chủ đích để nhìn thấy nó đâu. Trong khi đó khi mình tu á, thì tâm của mình được định tĩnh, được thanh thản, được nhẹ nhàng, thì lúc đó những cái gì nó khởi lên trong tâm mình thì mình đều thấy được cả. Thế là chúng ta dừng lại ở đây để mình ăn cơm, sau đó nghỉ trưa và chiều 3 giờ hả? Chúng ta bắt đầu giảng tiếp ha. Giờ các vị có câu hỏi gì không? Các vị nhớ chúng ta dừng lại ở chỗ này là trang thứ 134. Các vị ghi ha, 134. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.